Hình như là kim thì phải. Nhưng tóc cô ấy trông đen và thẳng mượt quá. Ừ, chắc chắn là vừa được duỗi. Kim! Đúng là cô ấy. Sự thật cô ấy đã dùng Rejoice Nhung Huyền mới, chứa thành phần kem dưỡng tóc nhiều hơn và đậm đặc hơn, giúp tóc thật đen và thật thẳng mượt như vừa được duỗi. Cậu duỗi tóc à? Còn độc thân nên trông cậu sành điệu quá. Mình chỉ dùng dầu gội thôi. Mẹ! Ơ! Rejoice Nhung Huyền mới, tóc đen và thẳng mượt như vừa được duỗi.